Rồi video tiếp theo mình xin hướng dẫn cái anh chị cách mình chèn cái video bên ngoài trang chủ này. Video bên ngoài trang chủ này. Đó, đây. Video ngoài trang chủ này, chèn vô. Thì thay đổi mà chỉnh sửa như thế nào. Đó. Thì mình có thể thêm mới và cũng có thể mà chèn lên cái chỗ đó cũng được. Rồi mình mà đầu tiên mình hướng dẫn mình thay đổi chỗ đó nha. Thay đổi thì chỗ bên đây cái vùng bên đây là gọi là cái nguyên cái vùng từ trên xuống dưới từ bình luận mới nhất cho dài cho đến hiện có hai khách thực tuyến, và cái vùng này là nó sẽ chứa gọi là cái vùng right, còn vùng lịch đi thẳng xuống dưới đây lập vùng left, còn bên bên chỗ các khóa học các khóa tu học đi thẳng xuống tới giáo dục Phật học online, đây gọi là cái phần nội dung, một người nội dung chính khi mình content. Còn cái chỗ này gọi là ở chỗ live show nãy em nói là cái này gọi là cái live show, vùng live show. Còn vùng trên này gọi là vùng banner, còn giữa này gọi là menu. Rất dễ hình dung, dễ giải thích từ cái như vậy rồi. Đây mình chọn cái position, ở đây có cái position, mình đây vùng right trước ha. Đó, right thì bình luận mới nhất ngôn ngữ lấy tin từ Phật tử nè. Lấy tin từ Phật tử Phật Thích Ca nè. Đây không phải, không phải Phật Thích Ca. Đây mình coi lại coi cái chỗ này là cái video mà video này coi là cái gì, cái ngôn ngữ Phật Thích Ca, tên là Phật Thích Ca, Phật Thích Ca, đây Phật Thích Ca, đây đây đúng rồi, VTM YouTube đúng rồi. Phật Thích Ca thì đây mình sẽ lấy cái đây có cái vi có cái video ID, mình sẽ lấy cái video ID và bỏ vô. Thì qua đây ví dụ tôi lấy cái đổi cái video khác đi, như 10 câu chuyện về Phật Thích Ca đi, đây. Đây mình có ID là lấy cái V bằng copy cái này ra thôi. Cái video đó rồi. Này. Lấy video khác đi. Rồi. Ví dụ cái video ví dụ nghe đó, đó chút mình sửa lại rồi giữ lại cái này, giờ mình tạm thời giữ lại đây, rồi mình quay lại đi ha, rồi mất cái video này không biết lấy đâu ra. Nhấn vô đây thôi rồi xem lại qua đây. Đó. Thay đổi lại cho mình. Nó thay đổi lại cho mình. Muốn chèn thêm video nữa cũng được. Chèn thêm video nữa cũng được. Nhưng đây là cách chèn này dễ dàng thôi. Ở cách này làm dễ dàng chứ lấy ID thôi ha. Ừ. Rồi quay lại cái nãy ha. Quay lại. Cái này hay hơn. Rồi chèn, cách chèn vô là sao? New. Mình chọn cái loại là custom HTML ha. Custom HTML mình chọn ở vùng right, vùng left gì đó mình chọn vùng right ha. Nhưng cái vùng của nó thì có một kích thước cố định như vậy thôi, mình không có thể nào mà tự giãn, nó không có tự giãn nở là được. Cho nên mình phải đo trước. Đo trước. Ở đây thì mình cho biết là vùng left là chiều ngang của nó khoảng khoảng 245, vùng right á chiều ngang 245, chiều cao mình có thể nó tự chạy xuống rồi. Rồi. Ở đây có vùng led là chiều ngang của nó là 193, nhớ hai thông số này bữa sau mình chèn vô ha, 245, 193. Rồi vậy bây giờ mình sẽ chèn cái video cái thước đó vô, thì mình sẽ lấy một cái video của nó, thí dụ cái video kinh nhân quả ba đời đi chẳng hạn, ngay mình chọn là thêm vào, ủa phải chia sẻ, xin lỗi, chia sẻ là nhúng nhúng mà chọn là sử dụng ở nhúng cũ. Ở đây có cái kích thước ở dưới này, nó có kích thước video mình nó tùy chỉnh, rồi kích thước vô là 245 chẳng hạn đó. Rồi xong copy cái đoạn code này lại, có chèn này nè,
rồi xong vô chỗ không phải, vô chỗ cho kế dấu chấm hỏi chữ HTML suột rồi dán cái đoạn code mình vô đó, đây mình đặt tên đưa ra vùng write, đặt tên, tên này là tên gì, kinh nhân quả ba đời, bây giờ nghe kinh nhân quả ba đời. Đó. Thí dụ như mình muốn chèn ngay chỗ đây, muốn chèn hai video thì enter xuống dòng. Rồi xong mình vô HTML mình dán thêm một cái đoạn video khác xuống này cũng được. Đó, thì ra được hai video. Video trên mình sẽ đặt tựa gì đó, mình sẽ tựa gì đó mình gõ tên này nè. Ví dụ đây mình đặt tựa là video 1 thôi. Đó, video 1. Đó. Và tương tự đây video 2. Mình sẽ viết nhầm em. Sai video đó tương tự vậy mình sẽ làm dưới đây là cái nói chuyện là nó là bao quát bởi hai cái bởi bởi một cái thẻ object, thì mình chỉ cần sau cái thẻ object mình thêm vô thôi đó, chỗ này mình sẽ là cho đậm nguyên màu chữ gì đó mình cho đó, ví dụ vậy đó luôn. Thì sẽ đẩy ra ngoài đây. Ngoài đây. Rồi muốn chỉnh cho nó đẹp lại thì mình chỉ cần mình canh chỉnh lại kích thước cho nó ok rồi cho ra giữa đi. Canh center đi ha. Đây cho ra giữa đi. Đó, không đây. Đó, vậy là ok đúng không? Nó tương tự mình sẽ chèn thêm video, đó là chèn làm video làm nổi bật trang chủ thôi, còn video trong trong phần nội dung thì mình chưa tính nha. Video nội dung cũng chèn tương tự vậy nhưng mà chút xíu mình hướng dẫn riêng ha. Rồi tạm thời mình tắt cái module này đi ha. Luôn. Rồi.